Quyện đoàn Vĩnh Thạnh vừa phối hợp cùng các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình tiếp sức đến trường cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vĩnh Trinh nhân dịp đầu năm học mới 2024-2025. Tại đây, Quyện đoàn Vĩnh Thạnh đã trao tặng 20 xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn và thiếu phương tiện di chuyển, cùng 30 suất quà gồm tập và áo mưa, tổng giá trị hoạt động khoảng 35 triệu đồng.